Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi có một sản phẩm nữa để muốn review cho anh em. Nhìn qua cái hộp này thì anh em sẽ biết đây là một sản phẩm đến từ hãng AW Custom đây, với cái logo màu đỏ tượng trưng. Tên đầy đủ của hãng đây, armorwork.com. Hôm nay chúng ta sẽ có một sản phẩm khá là thú vị. Nếu anh em nào đã hay xem clip ở trên kênh của mình thì biết là AW Custom là một hãng họ đa phần họ tự design các cái mẫu súng và họ làm ra. Hôm nay chúng ta có một cây khá là thú vị, đó là cây Glock Deadbolt. Đấy, có một cây đầu nữa, bỏ hết phụ kiện ra. Nhân vật chính chúng ta, phụ kiện đây, hết sách hướng dẫn sử dụng. Bên đấy, và đây là cây Glock 17 Deadpool của chúng ta. Cây này thì nó có mã là VX7302 nhé. Tên của nó là Glock 17 Deadpool. Trọng lượng của nó thì là 880 gram. Chiều dài là 20 cm và FPS là 320-340. Nói chung là nó cũng xem nhau thôi. Nhưng quả thấy nó thú vị không? Nó nhìn cái mặt nạ của Deadpool, một nửa cái mặt nạ này, hay là cái logo của Deadpool này. Đấy. Deadpool ấy, cái chữ gì viết cũng không rõ lắm. Daddy Happy Please. Nói chung là họ, các bạn xem Hollywood, các bạn xem phim Marvel rồi thì các bạn sẽ thấy là cái nhân vật Deadpool như thế nào. Nó là một anh hùng phản và một gọi nhân vật phản anh hùng à. Anh ta lúc nào cũng vui vẻ với cái mồm, lúc nào cũng nói niên thiên. Ta phải có cái thiết bị này để nắp à. Đây, như này. Như đó như một cái chìa khóa. Phải có nó thì nắp được. Rồi, và đây là cây Glock 17 Deadpool hoàn chỉnh sau khi nắp thêm cái Flash Hider. Gọi giống Flash Hider thì chính xác hơn. Có chữ 3 Team Deadpool. Về cấu tạo thì nó giống như cây Glock 17 mà mình đã của AW Custom mà mình đã review. Nhưng mà nó sẽ có một cái màu sơn ngộ nghĩ hơn, màu đỏ kết hợp màu đen. Có các cái chữ lằng nhằng viết vào đó. Một cái flash hider nhìn cũng ngộ ngộ dị dị. Đây, vẫn đang kiểu như xước xước ấy. Đây là hãng sản xuất họ làm như vậy nhá, chứ không phải là đây là cái súng cũ. Đấy. Nước sơn thì ok lắm. Nước sơn thì mình đánh giá rất là cao. Cái nước sơn kiểu này. Một cái ngàm 2mm. Thực ra thì chơi những con này thì các bạn phải chơi hai cây thì đúng phong cách của Deadpool. Deadpool trong phim là hắn chơi hai cây Desert Eagle. Hai cây Desert Eagle của làm theo phong cách của Deadpool cũng rất đẹp. Rất đẹp. Cái này thì lắp cho đẹp thôi nhá, chứ nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cây súng cả. Có thể một chút gì đó, cái khí nó thoát ra, nó được phóng lên phần trên hai bên thì nó sẽ làm một chút xíu độ giật của cây súng ở phần đầu, nhưng mà mình nghĩ nó cũng chả đáng kể. Cái mác thì cũng mác như mác bình thường thôi, chứ không có gì đặc biệt cả của AW Custom. Con này thì mình xin phép là mình không đo FPS làm gì, tại vì nó cũng không có gì đặc biệt ở phần FPS. Như các bạn nhìn thấy đấy, phần outer này
nó cố tình làm xước, nhà sản xuất cố tình sơn một cái kiểu xước xước vào đây, nhìn cũng thú vị. Đấy. Về chất lượng sản phẩm thì mình đánh giá khá là cao của hãng AW Custom, họ làm họ chăm chút sản phẩm hơn, và đặc biệt là mẫu màu chế độ 1 của AW Custom làm cho CyberGun thì nhiều anh em thích. Rồi, màn khoe sản phẩm của mình xin dừng lại tới đây. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em. Có điều gì thắc mắc cứ inbox mình. Mình sẽ trả lời cho anh em.